chỉ số dân chủ của năm 2018, Việt Nam được xếp vào hạng quốc gia độc tài. Việt Nam được xếp vào nhóm các quốc gia độc tài và đứng thứ 139 trên tổng số 167 quốc gia được xếp hạng. Mới đây, Economics Intelligence Unit, EIU, đã công bố chỉ số dân chủ hàng năm với rất nhiều điểm đáng chú ý. Ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Úc và New Zealand được đánh giá là dân chủ hoàn toàn, trong khi Hoa Kỳ lại không hề nằm trong top đầu. Ngược lại, có 8 quốc gia gồm Algeria, Congo, Timor-Leste, Ethiopia, Bắc Triều Tiên, Lào, Nepal và Sri Lanka vốn có từ dân chủ trong tên đầy đủ. Nhưng theo EIU thì trên thực tế các quốc gia này không có nền dân chủ hoàn chỉnh. Để xếp hạng các quốc gia, EIU đã đánh giá dựa trên 10 tiêu chí gồm sự tham gia chính trị và hoạt động của chính phủ, sau đó phân loại các quốc gia theo đánh giá dân chủ hoàn toàn, dân chủ thiếu sót, chế độ hỗn hợp giữa dân chủ và độc tài, ND và chế độ độc tài. Việt Nam là một nhà nước do Đảng Cộng sản cầm quyền được xếp vào nhóm các quốc gia độc tài. Quý vị vừa nghe bài của Hoàng Trang Thời báo.de qua phần trình bày của Ý Nhi ngày 15 tháng Giêng năm 2019. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã ủng hộ và theo dõi. Cùng xin hẹn gặp lại quý vị vào bản tin lần tới. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.